Gần 8 năm kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị định 80, nghị định đầu tiên quy định những ưu đãi và điều kiện để doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ, nhưng số lượng doanh nghiệp được công nhận vẫn còn khá ít ỏi. Vì thế, Bộ Khoa học và Công nghệ đang lên kế hoạch để phát triển số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ từ năm nay. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, cả nước hiện có trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, tức trực tiếp sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ thành tựu nghiên cứu, có chứng nhận và sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, bất chấp những điều kiện ưu đãi, hiện cả nước chỉ mới có 200 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Các lý do được đưa ra như công tác truyền thông cho chương trình chưa tốt, doanh nghiệp ngại quy trình thủ tục đăng ký. Khi được chứng nhận rồi thì có doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận với các ưu đãi. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, loạt vướng mắc này sẽ được tích cực giải quyết từ năm nay và kết hợp với chương trình 92 về hỗ trợ cơ chế tài chính cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, để sớm đạt được mục tiêu 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ được công nhận đến năm 2015. Kế hoạch của Bộ Khoa học Công nghệ hiện nay đang quyết liệt triển khai một cái chương trình là chương trình hỗ trợ phát triển cái lực lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ trên cả nước. Mà cái chương trình 592 là chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ trên cả nước. Hiện nay Bộ Khoa học Công nghệ đã cùng với Bộ Tài chính đã gần như là thống nhất được cái nội dung về tài chính để hỗ trợ thông qua cái cơ chế quản lý về tài chính cho chương trình. Tôi nghĩ đây là một biện pháp thúc đẩy sẽ rất là thuận lợi trong thời gian tới để phát triển được cái doanh nghiệp khoa học công nghệ ở đất nước ta. Cho đến nay, đóng góp của các yếu tố khoa học công nghệ và quản trị thông qua chỉ số TFP, Total Factor Productivity, vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ khoảng 30%. Trong khi đó, TFP của nước láng giềng là Thái Lan vào khoảng 44%.